Chào mừng các bạn đến với kênh Quỳnh Đức Mộc Vlog. Hôm nay là nói đầu tiên, Quỳnh Đức kính chúc cô chú anh chị em lời chúc sức khỏe, lời chào tôn trọng nhất và lời chào tốt đẹp nhất. Hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người làm món gà kho sả ớt nghệ, rất ngon, rất tuyệt vời. Món này ăn rất hao cơm mọi người. Các bạn nhớ xem đầu cho đến cuối nha. Mình hướng dẫn làm món gà kho sả ớt nghệ như thế nào nha. Và trong cái nguyên liệu mình đã chuẩn bị sẵn hết rồi mọi người, mình ướp gia vị này. Mình mới vừa để đường xong, bây giờ mình để bột ngọt. Mình để có khoảng chừng 10 phút 15 phút gì đó cho nó thấm vô, cái mình trộn lên cho thấm rồi xong rồi mình mới bắt lên nha mọi người. Quay xong mọi người, nó cũng đã nãy giờ cũng đã tầm khoảng 15 phút rồi, nhưng bây giờ nó cũng đã thấm rồi nha. Mình trộn nghệ vô nha, đây là nghệ mình làm xong rồi. Các bạn xem video của mình thấy hay cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký và nhấn chuông thông báo để đón xem video tiếp theo, không để bỏ lỡ nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Bằng xong rồi mình trộn vô, mà nó cái nghệ này nay mình hơi ít, con cũ một à. Nhưng mà cũng chung, nói chung là cũng được rồi, cũng vừa rồi, chứ không có đến nỗi ít. Trong đó mình chế vô một miếng dầu ăn cho nó đừng có khích đít. Cho nó săn thịt gà, cho nó săn lại, cho nó thấm gia vị đường bột ngọt, rồi xong cái mình đổ nước mắm vào nha. Món này ăn rất hao cơm nha mọi người. Cái này là nước mắm mà mình nấu nha mọi người, mắm nhà nấu chứ không phải là nước mắm mua ở đây. Rồi mình cuốn trộn đều lên. Trà đá đường nha mọi người, mình ăn vô miếng tắc nó là thành trà tắc luôn á. Thank you.
hạt đỏ mình để chỉ có 5 trái đỏ thôi. What? Wow. Đây là món gà kho sả ớt nghệ nha mọi người. Đó. Rất ngon không? Đây là đậu gồng mình chấm nước gà kho sả ớt nghệ siêu cay siêu ngon nha. Quỳnh Đức Một Vlog mời cả nhà ăn cơm. Gà kho sả ớt nghệ siêu cay siêu ngon luôn. Đây là ớt. Đây là đậu lòng. Chấm cái này là ngon nhất nè. Chúc các bạn xem video của Quỳnh Đức Một Vlog thật vui vẻ và nhiều sức khỏe. Để đón xem video tiếp theo. Đậu gầm chấm lúc này ngon, ngon quá, nó xà ăn xa quá xa luôn. Quá cay luôn mọi người. Nó là siêu cay luôn rồi. Gà kho sả ớt nghệ rất ngon. Nhạy lắm. Vừa ăn vừa chị nó bao tử nữa nha mọi người. Một con đôi việc luôn. Quá ngon. Tới cái xương gà mà muốn bỏ luôn rồi. Nhưng mà quá ngon. Các bạn chừng tầm các bạn chừng 10 phút 15 phút gì đó.
rồi xong cái mình để lên mình trộn, đổ tí chế vô một tí dầu mình xào để cho nó săn hết, xong rồi cái đầu mình để nghệ vô mình xào ra cho nghệ nó ra màu cho nó đẹp mà ăn lại ngon, vừa chị đau bao tử nữa. Xong có đổ nước mắm vào nấu cho nó sôi lên cái gần chín, cái mình mới để ớt với xả vô cho nó thơm. Còn mọi người nấu mà để chín quá xả nó hết thơm rồi, nó còn ngon nữa. Xả ớt mình để vô mình trộn qua trộn lại là mình nhắc xuống này vừa rồi đó. Cái xương không muốn bỏ luôn, quá ngon. Mười chớp hiểm xanh, năm chớp ớt đỏ, làm mười lăm cái mỗi coi xin sẽ bỏ hả?
cháy cho nó. Video sắp kết thúc và mọi người xem video của mình có thấy hay cho mình một đăng ký và một like, một chia sẻ nha mọi người. Để đón xem video tiếp theo nha. Món ăn ngon mỗi ngày của Quỳnh Đức một vlog. Món ăn nhà nghèo đơn sơ nhưng mà rất ngon. Hẹn các bạn gặp mình video tiếp theo. Chào mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.